Xiaomi Mi 11T RAM 8 128 máy đẹp 99 nha, có cái màu tím này rất là đẹp, 6 triệu rưỡi, máy như mới không biết trầy luôn. Mi 11T Samsung S21 Ultra 5G RAM 12 bộ nhớ 128 máy đẹp 99 nha, 14 triệu 350 nghìn, hàng chính hãng, máy đẹp 99, 14 triệu 350 nghìn. Con này là con S21 Ultra 5G RAM 12 128 máy thì đẹp 98 luôn nha. Máy đẹp 98 14 triệu nha mọi người, 14 triệu. Poco X3 Pro nha, RAM là 6128 máy đẹp 98, 4 triệu 3 X3 Pro. X3 Pro thì nó chạy chip 860. Máy đẹp 98 nha, hàng chính hãng. iPhone 13 nha, 128 GB, pin 97, máy thì đẹp keng 99, hàng chính hãng, bảo hành dài, 17 triệu nha, iPhone 13. Samsung Galaxy M51 nha, máy thì bị cắn nhẹ, mẹ kính một xíu bằng đầu kim nha, giá bán của bên mình là 4 triệu 3 nha, M51, 4 triệu 3 thôi. Samsung A72 RAM 8 256 máy đẹp 99 nha, 6 triệu 4, A72. Samsung A52 5 triệu nha, máy đẹp keng A52 5 triệu. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6 128 máy đẹp 99 3 triệu 7, Note 11 nha, máy đẹp 99 3 triệu 7. Samsung A52s 5G RAM 8 128 A52s 5G màu trắng nha, giá bán của bên mình là 5 triệu 6 nha, A52s 5G 5 triệu 6. Samsung A53 5G RAM 8 128 máy đẹp 99 6 triệu 8 nha, A53 5G 6 triệu 8, máy đẹp 99 có hai màu nha, xanh màu đen và màu màu này cam cam đồng đồng nha. Còn này là Samsung S21 5G RAM 8 128 máy đẹp 99 nha, S21 5G thì 9 triệu 250 nghìn. Mình còn màu trắng và đen nha, S21 5G. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G máy 98 11 triệu 9 thôi. Note 20 Ultra 5G. Máy đẹp keng là 12 triệu 4 nha, mình có cho anh em 3 màu, đen, trắng, đồng nha. Samsung A23 RAM 6 128 máy đẹp 99 nha. 4 triệu 150 nghìn. 4 triệu 150 nghìn thôi. Máy đẹp 99 A23 RAM 6 GB. Mình có bản RAM 4 nữa nha. RAM 4 cái giá là 4 triệu. Oppo A95 máy đẹp 99 luôn. 4 triệu rưỡi nha. Oppo A95 máy keng 99 4 triệu rưỡi. Con này là con Oppo Reno 7Z 5G, RAM 8 bộ nhớ trong 128. Máy đẹp 99 nha, mình có hai màu đen và màu bạc nha. Hôm nay mình sẽ đồng giá cho mọi người là 6 triệu 850 nghìn Oppo Reno 7Z 5G nha, 6 triệu 850 nghìn thôi. Samsung Galaxy S20 FE phiên bản 2 SIM quốc tế RAM 6 128 máy đẹp 99 6 triệu 2 bản 1 SIM giá bán là 6 triệu. Samsung A22 RAM 6 128 nha, 3 triệu 750 nghìn máy đẹp keng A22. Oppo Reno 7Z 5G đây, 6 triệu 850 nghìn nha, máy đẹp 99. iPhone 11 Pro Max máy đẹp 98 nha, con này kính camera nó có mẻ bằng một xíu bằng đầu kim thôi, giá chỉ có 12 triệu nha, màu gold 11 Pro Max nha, pin 85 không ảnh hưởng gì nha mọi người, máy thì nguyên zin. iPhone 11 con này pin 91 nha, máy đẹp 98, giá bán là 8 triệu 750 nghìn nha, máy còn rất là keng luôn. iPhone 11 màu tím. Oppo Reno 7 5G
Máy đẹp 99 nha, 9 Reno 7 5G 8 triệu 3. Máy đẹp 99 nha, Reno 7 5G. OnePlus 8 nha mọi người, RAM 8 128 màn hình cong, máy đẹp 99, OnePlus 8. Giá bán của bên mình là 6 triệu rưỡi, OnePlus 8 nha. Samsung A6 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy đẹp 98, 1 triệu 4. A6. Samsung Galaxy Note 20 hàng chính hãng, máy đẹp 98 nha, giá bán là 9 triệu 2, Note 20. Con này là con Realme 9 Pro LED nha, Realme 9 Pro LED. Máy đẹp 99, con này chạy chip Dimensity 920 nha, máy đẹp 99. Chỉ có giá là 6 triệu rưỡi thôi. Mình có một cây Samsung Note 20 5G, máy đẹp 98, giá bán chỉ có 7 triệu thôi nha, Note 20 5G. Màn hình nó hồng nhẹ thôi. Nói chung không có thấy đâu nha, máy thì rất là đẹp. 7 triệu Note 20 5G. Note 20 5G thì sở hữu chip Snapdragon nha, 865. Note 10 LED 5G, ám nhẹ luôn, rất là nhẹ thôi, 6 triệu rưỡi. S21 màu trắng nha, 9 triệu 250 nghìn, máy đẹp 99. Con này là con Motorola One 5G nha. Con này máy đẹp 99 và chạy con chip khá là mạnh, chip 750 5G. Giá bán là 3 triệu 7 nha. Camera tới 48 chấm. Realme C15 pin 6000 RAM 4 nhớ trong 64, 2 triệu rưỡi, máy đẹp nha. Note 20 hàng chính hãng, 2 sim, một cây là 9 triệu 2, một cây máy còn bảo hành, giá bán là 9 triệu rưỡi nha. Note 20 máy đẹp kia. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha, con này hàng công ty, máy 98, giá bán là 10 triệu 7 thôi, Z Flip 3 còn bảo hành nha. Samsung S20 FE 5G, RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, màu đỏ. Hôm nay mình giảm giá cho mọi người còn 6 triệu nha. S20 FE 5G 6 triệu thôi. Realme 7i nha, 3 triệu 6, máy đẹp 99 nha, Realme 7i 3 triệu rưỡi thôi. Giảm giá còn 3 triệu rưỡi nha, 7i. 7i thì RAM 8GB nha. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4 nhớ trong 64, 3 triệu 4, máy đẹp 99, Note 11 nha, 3 triệu 4 thôi. Con này là con Realme 8 5G, máy đẹp 99 nha, 4 triệu 150 nghìn, Realme 8 5G. Realme 8 thì giá bán của bên mình là 4 triệu, Realme 8 5G là 4150. Oppo Reno 6Z 5G, máy đẹp 99, 6 triệu 8 nha. Mình có màu đen nữa, màu đen máy đẹp 99 giá là 6 triệu 6. Còn Oppo Reno 6Z 5G thì giá bán của bên mình là 5 triệu nha, máy đẹp 99. Con này là con Samsung S21 FE 5G, máy đẹp 99, 8 triệu 8 nha, RAM 6GB. Vivo Y21 nha, RAM 4 và nhớ 64, 2 triệu 750 nghìn nha, Y21, 2 triệu 750 nghìn, máy đẹp. Sony Xperia 5 nha, 4 triệu, máy đẹp 99 nha, Xperia 5, 64GB. Realme 8 Pro RAM 8 128, máy đẹp 99, 4 triệu 6, Realme 8 Pro có hai màu nha, màu xanh và màu đen. Realme 9i 4 triệu nha, máy đẹp 99, Realme 9i. Realme 7 Pro 4350, máy đẹp, Realme 7 Pro. Vivo Y53S RAM 8 128, máy 97 nha, Y53S chỉ có giá là 3 triệu 250 nghìn thôi. S10 5G 5 triệu 450 nghìn nha, màu bạc. Hôm nay mà S10 5G thì mình chỉ còn một màu duy nhất là màu bạc thôi.
Xiaomi Redmi 10 RAM 4 GB 64, máy đẹp 99, 3 triệu nha, Redmi 10. Mi 11 Lite 5G NE, RAM 8/128. Con này thì màu hồng, giá bán chỉ có 5,3 triệu, máy đẹp 98 nha. Máy 98 5,3 triệu, máy 99 là 5,5 triệu nha. Mình có Mi 11 Lite 5G, bản 5G không có chữ NE nha. Giá bán của bên mình là 5,5 triệu luôn. Còn đây là con Vivo i30 2,6 triệu, máy 97%, Vivo i30. RAM 4/164GB. Samsung S20 FE, RAM 8/256, 7,5 triệu nha, S20 FE. Máy đẹp 7,5 triệu. Rồi anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. Xiaomi Mi Band 5 nha, RAM 8, RAM 6/256GB. Mi Band 5 nha. Máy full box, ngoại hình thì như máy mới luôn. Mi Band 5. Con này thì màn hình là 11 inch nha, độ phân giải là 2K, chạy chip Snapdragon là 860. Màn hình 120Hz nha, 256GB bộ nhớ, hàng chính hãng, bảo hành dài. Máy đẹp 99 thì giá bán của bên mình là 7,850,000. Mình có máy 98 thì giá bán là 7,5 triệu nha, 256GB nha mọi người, Mi Band 5. Và mình có thêm là bản 128GB Mi Band 5 nha. Giá bán của bên mình là 7,2 triệu. Mi Band 5. Boco X Boco F3 nha, RAM 6/128, full box, máy đẹp 99 nha. F3 này thì hàng chính hãng và vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Giá bán của bên mình là 6,450,000 nha, Boco F3. Mình có máy trần, giá bán của bên mình là 6,250,000, máy 98 F3 nha. F3 thì hàng chính hãng thì nó sẽ được bảo hành. Bảo hành chính hãng thì anh em mua cũng yên tâm nha. F3 thì nó chạy chip Snapdragon là 8670 nha, và nó được sở hữu màn hình OLED. Con này nói chung là một con khá là ok trong tầm giá nha, hàng chính hãng. Xiaomi Redmi K40, RAM 6/128, máy đẹp keng 99 nha. K40 thì nó là phiên bản sách tay của con Poco F3. Giá là 6,150,000, có sạc 33W nha. Máy màu bạc, đa sắc rất là đẹp. 6,150,000 nha, K40. Có cây này rất là keng luôn, RAM 6/128, giá bán là 6,250,000 nha, K40. Con này màu trắng nha, K40 nha mọi người, có đầy đủ sạc pin cho mọi người luôn nha. Nokia C20 nha, C20 giá rất là mềm, 1,550,000, C20. Con này RAM 2GB, pin trâu bò nha, màn hình cực kỳ to luôn. Anh em dành cho ai xài máy phổ thông thì mua con này nha, lướt web, Facebook, YouTube đồ vô tư, nó chạy Android One rất là mượt nha. C20 giá chỉ có 1,550,000 thôi. Nokia C30 nha, C30, con C30 này thì pin rất là trâu, RAM 2/32, chỉ có giá là 1,9 triệu nha. C30 thì màn hình rất là to, chắc tầm cỡ 6.7-6.8 inch nha, và pin tới 6.000. Mấy con Nokia thì nó sẽ chạy Android thuần Google nên nó rất là mượt nha, dù RAM có 2 hay 3 GB gì nó cũng rất là mượt. Redmi K40 Gaming nha, full box. K40 Gaming full box. Giá bán của mình là 6,7 triệu nha mọi người. RAM 12 GB. Máy đẹp 98 là 6,7 triệu nha, K40 Gaming. Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 Plus nha, S21 Plus, giá bán là 11,5 triệu, máy đẹp 99% nha, không trầy xước gì hết, hàng full box công ty. S21 Plus, 2 sim. Redmi K40 Gaming đây, máy 98, 6,7 triệu. Con này thì có đã sẵn tiếng Việt rồi nha, full box, sạc con này tới 67W nha mọi người, K40 Gaming. RAM 12GB nha, 6,7 triệu.
Con này là con ZTE Magic 6R, hàng chính hãng nha, RAM 8128, máy đẹp 99. Con này là một con máy chuyên game nha, chạy chip Snapdragon tới 888 nha. Anh em là có muốn trải nghiệm dòng này thì mua nha. Con nào có chơi nó chuyên game thì nó sẽ có hai phím ở trên này nha, hai phím cảm ứng này để cho mọi người chơi game để zoom cho nó dễ. Máy thì màn hình Full HD. Giá bán của bên mình là 8,4 triệu nha. Nubia Magic 6R 8128, chip 888, máy đẹp keng 99, bảo hành rất là dài, 8,4 triệu. Xiaomi Redmi 10C, RAM 4GB, máy đẹp 99 nha. Giá bán là 2,6 triệu, Redmi 10C. 2,6 triệu nha mọi người. Redmi 10C, máy đẹp 99 luôn. RAM 4GB, con này pin 5000, màn hình chắc tầm cỡ 6.8 inch nha. Bảo hành chính hãng 15 tháng nữa nha. Máy đẹp keng. Samsung A52, con này thì nó máy mới có mua vài ngày thôi, máy mới nha, giá bán chỉ có 5,5 triệu thôi. Thay vì anh em mua máy cũ 5 triệu thì mua con này, máy mới 5,5 triệu. A52 còn bảo hành tới tháng 5, cuối là gần cuối tháng 5 nha, 2023 nữa. Xiaomi Redmi K40 nha, con này thì RAM 8128, bản RAM 8GB nha, giá bán là 6,5 triệu. Máy hệ tổng thể đẹp 9899 nha, đẹp 98 thôi. Redmi K40 RAM 8GB, 6,5 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 8128, hàng công ty, 5,6 triệu nha, full box Note 10 Pro. Máy đẹp keng 99 nha mọi người, 5,6 triệu. Hầu như là bên mình Android thì còn rất là nhiều luôn nha, anh em tha hồ lựa chọn luôn. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4GB, 64GB nha, Note 11. Máy đẹp 99 luôn. Giá bán là 3,550,000, Redmi Note 11. Hàng chính hãng, bảo hành rất là dài nha, bảo hành rất là dài. VinMax Joy 4, 1,8 triệu nha, cây này hơi trầy lưng thôi. RAM 4GB, 64GB, con này sở hữu màn hình là Full HD và chạy chip Snapdragon là 665 nha, Joy 4, máy hơi trầy xí. Chỉ có giá là 1,8 triệu thôi. Con này là con Oppo A12, RAM 3GB, 32GB. 1,850,000 nha. A12, RAM 3GB, màn hình 6.3. Xiaomi Redmi Note 10, con này chạy chip Snapdragon là 678 nha, màn hình OLED, RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128, máy đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình là 3,350,000 thôi. Redmi Note 10, RAM 6GB. Con này là con Xiaomi Mi 11 5G, RAM là 8, bộ nhớ trong 256GB, máy đẹp 99, 9 triệu nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 888, màn hình cong nha, camera chính tới 108 chấm, hàng chính hãng nha. Mi 11 5G, 256GB, hàng chính hãng, 9 triệu. Hàng chính hãng thì anh em cũng yên tâm nha, tại vì nó có bảo hành chính hãng. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 6128, máy đẹp 99, 3,4 triệu nha, Redmi Note 10. Realme 5i, RAM 4GB, 64GB, máy đẹp 98, 2,1 triệu nha, 5i. 5i thì pin 5000, màn hình 6.5 và chạy chip 665 nha, Snapdragon 665 thì nói chung là xài cũng rất là ổn áp. Con này là con Samsung S20 FE, RAM 8GB, 256GB, máy đẹp 99 nha. S20 FE công ty, con này chạy chip Snapdragon là 865. Giá bán của bên mình cây này là 7,5 triệu nha, 7,5 triệu. S20 FE công ty. Mi 11T, RAM 8256, máy đẹp 99, 6,7 triệu nha, Mi 11T. Mi 11T 5G nha. Con này là con Poco X4 Pro 5G, RAM 6128 nha, con này cấu hình khá là khủng nha. Mình có hai màu đây, hai cái màu rất là nổi luôn. Máy thì thiết kế mặt lưng bằng kính nha, nhìn rất là bóng bẩy nha. Màu gold này thì nó rất là nhám, màu gold này nó thiết kế nhám nha. Máy rất là đẹp luôn, Poco M4 Pro nha, camera 108 chấm, máy đẹp 99, 5,5 triệu nha, 5,5 triệu, Poco M4 Pro. Máy đẹp quá. Con này là con Mi 10T Pro 5G, RAM 8, bộ nhớ trong là 128, máy đẹp 98 nha. Mi 10T Pro 5G, giá bán của bên mình là 6 triệu, RAM 8128, 6 triệu thôi nha. Con này màn hình 144 Hz luôn và chạy chip Snapdragon là
865. Con này RAM 8 hay 56, sườn nó hơi cắn. 5 triệu 7 thôi. Mi 10 T Pro 5G nha, 5 triệu 7. VinMax Aris RAM 6 bao nhiêu, 164, máy đẹp 99, 3 triệu 4 nha, Aris. Mi 10 T Pro 5G, RAM 8 256, máy đẹp keng luôn. 6 triệu 3 nha. Con này là con Redmi Note 8 Pro, RAM 6 bao nhiêu, 164, máy đẹp keng. 98% nha, 2 triệu 9. Con này thì camera 64 chấm và chạy con chip G90T, màn hình là 6.5 Full HD nha. Pin từ con này được 4.5, pin khá là trâu. Mi 10 T Pro 5G, RAM 8 256, máy 97 luôn. 6 triệu thôi nha. Giá khá là tốt nha. Samsung A52s 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99. Con này nó cấu hình khá là khỏe nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 6. Samsung A52s 5G, cái mặt lưng này trầy nhẹ thôi, giá chỉ có 5350 nha. A52s 5G, máy hàng chính hãng. Con này là con Xiaomi Redmi K40 Gaming, RAM 12128, máy đẹp 98 nha, đã có tiếng Việt đầy đủ. Giá bán của bên mình là 6 triệu 6, K40 Gaming nha. Samsung Note 20 Ultra 5G, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, máy thì đẹp 99 nha. K4 con Samsung Note 20 Ultra bản hàng, giá bán của bên mình là 12 triệu 4. Hôm nay giảm giá rồi nha. Con này là con Vivo S1, RAM 6 128, máy đẹp 98, 2.350.000 nha. Vivo S1, máy đẹp 98. Con này thì sở hữu màn hình OLED nha, vân tay trong màn hình. RAM con này là 6128 nha mọi người. Vivo S1. Samsung A03 RAM 4 164, máy đẹp 98 nha. 2.350.000. A03 RAM 4GB. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Giá bán là 5 triệu rưỡi. Mi 11 Lite 5G ne. Con này là con Tecno Spark 8C, RAM 4 164. Con này RAM 4 nha, nó có RAM cộng thêm 3GB RAM ảo nữa, thành RAM 7GB lận. Máy đẹp 99, 2 triệu 1 nha. Máy màn hình khá là to, pin khá là khỏe luôn nha. Màn hình con này rất là đẹp nha mọi người. Tecno Spark 8C. Tính ra mà còn chỉ có 2 triệu 1 mà RAM tới 7GB luôn. Con này con Samsung Note 10 LED 5G, RAM 12 bao nhớ 256, máy đẹp 99 nha. 7 triệu thôi, Note 10 LED 5G, máy 99, chỉ có 7 triệu. Xiaomi Redmi K40, RAM 8 128, 6 triệu rưỡi nha. K40, RAM 8GB, 6 triệu rưỡi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 8 128, con này tổng thể tầm 98 nha, giá bán chỉ có 4 triệu 3. Redmi Note 10 Pro nha, máy đẹp 99, giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi nha mọi người. Redmi Note 10 Pro. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ rồi nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video nha. Anh em nào xài Facebook có thể mình nhắn tin qua bên trang fanpage. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 088 88 88 748. Số thứ ba là 058 53 5 con số 0. Ba số điện thoại này mình đều xài Zalo, anh em có thể kết bạn nhắn tin bên Zalo nha. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Bên mình thì bán hàng sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng lỗi 1 đổi 1 đối với hàng chính hãng nha. Còn sách tay sẽ được bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng nha. Hết bảo hành bên mình vẫn hỗ trợ cho mọi người, nếu mà máy có gặp rủi ro gì anh em cứ liên hệ bên mình nha. Bên mình hỗ trợ được thì bên mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc,
Một số máy sẽ được tặng tai nghe, một số máy thì không có tai nghe nha. Anh em nằm ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship. Bên mình thì ship hàng cho anh em được kiểm tra máy trước khi thanh toán nha. Anh em có thể kiểm tra test máy xong rồi mà ưng ý mới thanh toán nha mọi người. Thì hôm nay thì bên mình về cũng nói chung là ngày nào mình cũng về máy cũng khá là nhiều nha. Anh em nào có nhu cầu muốn đổi điện thoại mới thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình. Hôm nay đầu tiên mình giới thiệu cái iPhone 11 nha. Cái này thì 128 GB, máy thì thay màn mắc phay nha. 11 TA nha, quốc tế, màn hình không xác định, màn hình này màn hình zin nha mọi người. Thay màn hình khác qua rồi, 128 GB. Giá bán của bên mình là 5.850.000 nha. iPhone 11 128 5.850.000, mắc phay rồi nha. Con này là con Huawei Nova 7i. 7i này thì kính cam nó có bị nứt nè. Nứt nhẹ nha, không ảnh hưởng tới chụp hình. Giá bán của bên mình là 2.650.000 nha. Huawei Nova 7i. 7i thì nó sẽ không có CH Lite nha mọi người. Dòng này nó không có CH Lite. Con này RAM 8GB nha. Giá là 2.650.000 thôi. Máy thì ngoại hình còn đẹp 99 thôi, chỉ có kính cam nó nứt rất là nhẹ, không có ảnh hưởng gì tới chụp hình nha. Con này là con Oppo Reno 3 Pro. 3 Pro này thì sườn nó hơi xấu nha. Máy thì hơi xấu. Giá bán của bên mình là 2.950.000 nha. Oppo Reno 3 Pro 2.950.000. Giá cực kỳ mềm luôn. iPhone 11 nha. Con này thì máy nguyên zin. Ngoại hình đẹp keng nha. Bản Mỹ. iPhone 11 quốc tế Mỹ nha. Pin thì còn tới 97 nha mọi người, nguyên zin. Cái này bên mình bán với giá là 8 triệu 8 nha. iPhone 11 64 GB, bên còn tới 97 luôn. Hôm nay thì mình có được một cây 12 Pro Max màu đen. Cái này thì pin nó còn à. Pin 84 thôi nha, pin 84. Giá bán của bên mình là cái này là 18 triệu 450 nghìn nha. 18 triệu 350 nghìn thôi. iPhone 12 Pro Max pin 84 128 GB quốc tế nha. Gb quốc tế, 18 triệu 350 nghìn. Cái này cái Realme 5 Pro. RAM 8, bộ nhớ trong 128 nha. Cái này tổng thể ngoại hình nó hơi xấu nha. Giá bán của bên mình là 2 triệu 350 nghìn. Realme 5 Pro, RAM 8GB, 2 triệu 350 nghìn thôi. iPhone 11 xanh ngọc nha, máy thì đẹp keng 99 luôn, còn rất là đẹp. Con này thì hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam. Nguyên zin nha mọi người. Pin thì còn 88 nha, 64 GB. Giá bán của bên mình là 8 triệu 7 nha, 8 triệu 7. iPhone 11, máy đẹp keng, hàng Việt Nam. XR. XR này thì pin 84 nha, máy thì tầm 97 thôi. Giá bán của bên mình là 5 triệu 4, iPhone XR nha, 5 triệu 4. Samsung A52 RAM 8 128, máy đẹp 98 nha. A52 thì giá bán của bên mình cây màu xanh này chỉ có giá 4 triệu 8 thôi. A52 nha, máy đẹp 98, 4 triệu 8. Xiaomi Mi 11T RAM 8 128. Cây này thì cũng hơi trầy nhẹ, 6 triệu 3 nha, Mi 11T. Máy hàng chính hãng, con này chạy chip Dimensity là 1200 nha. Máy đẹp 98 nha, trầy nhẹ xíu thôi. 6 triệu 3. Xiaomi Mi 11T RAM 8 128, máy đẹp keng 99 nha, 6 triệu rưỡi. Màu đen, máy đẹp 99. Con này là con Xiaomi Redmi Note 11 Pro RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Note 11 Pro thì giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi. Note 11 Pro đây, hàng chính hãng bảo hành dài nha. Samsung A52 RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Hôm nay giảm giá chỉ còn 5 triệu thôi, A52.
Xiaomi Mi 11T máy 98 luôn, 6 triệu 3 nha. Máy 99 là 6 triệu rưỡi. Mi 11T máy 98 nó cũng chạy nhẹ thôi nha mọi người, nói chung ngoại hình cũng còn khá là kem. Cây này là cây Vinmax Active 3 RAM 4/64, máy đẹp 99 nha, còn rất là keng luôn. 2.250.000 Active 3. Active 3 thì sử dụng màn hình OLED nha. Samsung Note 10 5G RAM 12. Máy đẹp 98 5.500.000, Note 10 5G nha, 5.500.000. Máy còn tương đối đẹp. Con này là con K40 Gaming RAM 12GB, ổ nhớ 128 nha. Con này tổng thể máy 98%. Chưa có tiếng Việt nha mọi người, con này chưa cài ROM tiếng Việt. Giá là 6.350.000 thôi. RAM 12GB nha, K40 Gaming. Mi 11T RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, 6.700.000 nha. Mình có màu đen và màu trắng, bản 256GB, máy đẹp 99. 256GB thì anh em chỉ cộng thêm được có 200k nữa thôi là lấy được 256GB. Con này là con Poco X3 Pro RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB nha. Mình có hai màu, màu xanh đen và màu xanh dương này. X3 Pro RAM 8 256, máy này đẹp như mới, không một vết trầy luôn, hàng chính hãng, bảo hành dài. Giá bán của bên mình chỉ có 4 triệu 9 nha. RAM 8 256GB, hàng công ty Poco X3 Pro nha. Xiaomi Mi 11 Lite 4G RAM 8 bộ nhớ trong 128, máy đẹp 99, 4 triệu 7 nha. Mi 11 Lite 4G. Samsung Galaxy S10 5G nha, con này RAM 8 bộ nhớ trong 256GB, máy hệ đẹp 99%, 5.450.000 nha, S10 5G. Con này là con Vivo U10 RAM 4 bộ nhớ trong 64, ngoại hình tổng thể 97 nha, nó rất là dễ trầy do xài ốp nha mọi người. Con này thì RAM 4GB, pin 5000, màn hình 6.3, độ phân giải là Full HD, con này chạy con chip Snapdragon là 665 nha, giá bán của bên mình chỉ có 2 triệu thôi. Vivo U10. Anh em là cần hình ảnh thì cứ inbox fanpage hoặc là Zalo nha, mình sẽ gửi hình ảnh cho mọi người. Samsung A32 RAM 6 128, máy đẹp 98 nha, 3.8 A32. A32 thì sử dụng màn OLED nha. Con này con Samsung Galaxy S10 1 SIM RAM 8 128, máy đẹp 98%. Con này là bản quốc tế nha, giá bán là 4.6 thôi, Galaxy S10. Oppo Reno 6 5G RAM 8 128, máy đẹp 99 keng. Giá bán là 6.600.000 nha, Reno 6 5G.